Một tình huống đáng chú ý khác, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1B đã phát hiện hàng chục cục bê tông nằm giữa đường dẫn từ quốc lộ 1B xuống quốc lộ 5, địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Tại hiện trường có khoảng 20 cục bê tông bị rơi xuống đường, chiếm một nửa mặt đường. Và ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, tổ công tác đã cử cán bộ chiến sĩ đến xử lý hiện trường, đặt cọc tiêu cảnh báo và bố trí cảnh sát giao thông đứng phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông an toàn. Bởi đây là khúc đường cong, tầm nhìn bị hạn chế, rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Sau khoảng 1 giờ xử lý, cho đến 7 giờ 30 phút, cảnh sát giao thông đã dọn sạch mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này. Hiện tại, đội cảnh sát giao thông số 5 đang phối hợp với công an quận Long Biên truy tìm phương tiện làm rơi vãi, xử lý theo quy định.